Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 12, bảng nhân chính, bảng chia chính. Bảng nhân chính hay còn gọi là bảng cửu chiên chính. Chúng ta qua phần đầu tiên. Mỗi đầu múa rồng có 9 người, hỏi hai đầu múa rồng có bao nhiêu người? Mỗi đầu múa rồng thì chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 người. 9 người như vậy là hai đầu múa rồng là bao nhiêu? Vậy là chính là cái thành phần trong một nhóm. Thầy cho đây là một cái nhóm múa rồng và chúng ta có hai nhóm như vậy. Giờ ta lấy 9 ta nhân cho 2. Đây ta lấy 9 nhân cho 2. Số 9 đây là số thành phần, số người trong một nhóm, được không? Số người trong một nhóm. Và số 2 này là hai nhóm. Rồi, 9 ta nhân 2 là bằng là 9 ta cộng 9. Con số 9 này chúng ta giữ lại và con số 2 nó thể hiện là hai con số 9 cộng lại. Hai con số 9 cộng lại là bằng là 18. Rồi 9 ta nhân 2 là bằng 18. Ta lấy 18 ta chia 9 là bằng 2, hoặc ta lấy 18 này ta chia cho 2 là bằng là 9. À. Chúng ta qua bài B. Hoàn thành bảng nhân chính, bảng chia chính. Thêm 9 vào kết quả của 9 nhân 2 thì ta được là 9 nhân 3. Để ý cái chỗ này người ta hình nói rằng là ta lấy 9 ta cộng 9 là bằng 18. 18 ta cộng 9 là bằng là 27. Thì có nghĩa là 9 nhân 3 là bằng 27. Giờ là bằng 27. Thì tiếp tục cái này ta cộng 9 nữa. À, cộng 9 nữa thì ra kết quả của là 4 là nhân 9 ta nhân 4 là bằng 36. Nè, tương tự vậy chúng ta cứ cộng 9 cộng 9 cộng 9 lên thì ra kết quả của này. 9 nhân 5 là bằng là 45. 9 nhân 6 là 54. 9 nhân 7 là 63. 9 nhân 8 là bằng 72. 9 nhân 9 là 81. À. 9 là chia 9 là bằng 1. Đây, 9 này, chia 9 này bằng 1 này. 18 thì chia 9 là bằng 2 này. 27 thì chia 9 là bằng 3 này. 36 thì chia 9 là bằng 4 này. Và chỗ này thì chúng ta sẽ có là 27 và chia 9 là bằng là 3. Nếu như chia ra chưa rành thì chúng ta sẽ 9 ta nhân cho bao nhiêu là bằng 27. Và 9 ta nhân 3 là 27. 9 nhân 4 là bằng 36 nè. Nè. 45 chia 9 là bằng 5 nè. 54 chia 9 là bằng là 6 nè. 63 chia 9 là bằng 7. 72 chia 9 là bằng 8. 81 chia 9 là bằng là 9. 90 chia 9 là bằng 10. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 1 tính nhẩm, 9 nhân 1 là bằng là 9. 9 nhân 4 là bằng là 36. 9 nhân 7 là bằng là 63. 9 nhân 2 là 18. 9 nhân 5 là bằng là 45. 9 nhân 8 là bằng là 72. 9 nhân 3 là 27. 9 nhân 6 là 54. 9 nhân 9 là 81. 9 nhân 10 là bằng là 90. 9 nhân 0 là bằng 0. 0 nhân 9 là bằng là 0. Chúng ta qua bài số 2. Hai phép tính nào dưới đây có kết quả, có cùng kết quả? Như vậy chúng ta sẽ tính hết rồi chúng ta mới biết được cái trái dưa hấu nào vào cái rổ nào, được không? 9 nhân 2 là 18. À, tính xong lát nữa chúng ta sẽ nói sau ha. 45 mà chia 9 là bằng là 5. 9 nhân 1 là bằng 9. 54 mà chia 9 là bằng là 6. 20 ta chia cho 4 là bằng là 5. 2 x 3 là 6. Này là 18. Cái này là bằng là 9. Rồi đây là 18. Giờ cái trái dưa hấu này vào cái rổ này. 5 đây 5, trái dưa hấu này vào đây. 9 đây 9. 6 6. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 1. Nêu các số còn thiếu. Bài số 1, nêu các số còn thiếu. Đây là cái nó tăng dần 9, 18, 27. Thật ra đây là cái kết quả của bảng nhân chính, được không? 9 ta cộng 9 18, 18 ta cộng 9 là 27. 27 ta cộng cho 9 tiếp nữa là bằng là 30, 36. 36 ta cộng 9 là bằng là 45. 45 ta cộng cho 9 nữa, nghĩa là 9 x 5 là bằng 45, 9 x 6 là 50, 54.
9 nhân cho 7 là 63. 9 nhân 8 72, 9 nhân 9 là 81. 9 nhân 10 là 90. Đây cái giải này là nó giảm dần, là nó giảm dần. 90 ta trừ cho 9 là 81, 81 ta trừ 9 72. 72 mà ta trừ cho 9 là bằng là 63. 63 mà ta trừ cho 9 là 54. 54 mà ta trừ 9 là 45. 45 ta trừ cho 9 là bằng là 36. 36 ta trừ 9 là 27. 27 ta trừ cho 9 là 10, 18. 18 ta trừ cho 9 là bằng là 9. Chúng ta qua bài số 2. 9 x 2 là bằng là 18. 18 là chia 3 là bằng là 6. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Những bông hoa nào ghi phép tính có kết quả? Câu A lớn hơn 10, bé hơn 10. Rồi chúng ta tính cái này. 54 mà ta chia 9 là bằng là 9 nhân cho 6. 9 nhân cho 7 là 63, 9 nhân 6 là 54 nên bằng 6. Chúng ta tính hết rồi lát nữa chúng ta giải sao. 45 chia 9 là bằng là 5. 9 nhân 5 là 45. 9 nhân 2 là 18. 9 nhân 90 chia 9 là bằng là 10. Lớn hơn 10. Lớn hơn 10 thì chúng ta sẽ có là cái bông hoa này. Cái này nó không có số cho nên chúng ta không. Cái bông hoa này là lớn hơn 10 này. Rồi. Bông hoa này lớn hơn 10 này, 18 này. Ghi ra đây ha, 18 này. Nhỏ này lớn hơn 10 này. Rồi bông hoa nào bé hơn 10? Bông hoa này bé hơn 10 này. Bông hoa này bé hơn 10. Được. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Chia đều 45 lít nước mắm vào 9 cái can. Hỏi mỗi can này có bao nhiêu lít nước mắm? Là ta lấy 45 ta chia cho 9. Được. Số lít nước mắm mỗi can có là số lít nước mắm mỗi can có là, ta lấy 45 ta chia cho 9 là bằng là 5 lít. Đáp số 5 lít. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Trên mỗi thuyền có 9 người, hỏi trên 5 thuyền như vậy thì có bao nhiêu người? Ta lấy 9 ta nhân cho 5 thì về mỗi thuyền là có 9 người mà có 5 thuyền. Được. Số người trên 5 thuyền có là số thuyền. Số người với nhầm. Số người trên 5 thuyền có là, ta lấy 9 ta nhân cho 5 là bằng là 45 người. Đáp số là 45 người. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 1. Giới thiệu bảng nhân, bảng chia. Đây, ở trên cái hàng tay này là từ 1 mới tới 10. Cái cột này á đây là 2 mới tới 9. Ví dụ như chúng ta sẽ lấy là 3 ta nhân với 4 ở đây thì ra 12. Ví dụ đây 7 ta nhân với 6 là bằng 42. Tương tự vậy chúng ta chẳng hạn như giờ chúng ta sẽ lấy 4 đi với lại là 3. 4 x 3 là bằng 12. Ví dụ đây 5 ta nhân với lại là 6 đi thì nó là con số 30. Đây qua đây. Đó là cái
cái cách chúng ta tra cái bảng. Chúng ta xem cái bài dưới này, bài mẫu ví dụ 4 x 3, 4 x 3, 3 x 4 gì cũng được đó. Đây 4, ta nhân với lại 3 ra là 10 12. Theo cái hàng thì từ đây qua đây, cái cột thì chúng ta giống xuống đấy, hoặc là chia, hoặc là cái bảng chia. Ví dụ ta lấy 42 thì chia 6 là bằng 7, hoặc ta lấy 42 thì chia 7 là ra 6. Ví dụ như lấy 64 đi, 64 là chia 8 là bằng 8, 64 là chia 8 là cũng bằng 8. Hai con 8 nó trùng nhau, nó vô tình nó hơi lạ lạ. Đây lấy chẳng hạn như lấy 72, 72 ta chia cho 9 thì ra con số 8 à. Hoặc là lấy 72 ta chia cho 8 này thì ra số 9. Đó, chúng ta sẽ theo cái hàng được không? Còn là theo cái cột xuống à. Như vậy thì dựa vào các bảng nhân chia hãy tính 4 x 6 là bao nhiêu. Đâu 4 đâu, 4 đây, thành nhân với lại 6 đây, được. 6 đây, như vậy là 24. Đây là có nghĩa là cách để chúng ta tìm trong cái bảng này, được. Như vậy là bằng là 24. 7 x 8, 7 x 8 thì chúng ta sẽ lấy 7 ở cái cột ở trên cũng được, 8 cột này, hoặc ngược lại là ta lấy 7 đây 8 bên này cũng được, đều như nhau hết. Được. Ví dụ ta lấy đây 7, còn đây là 8, ta giống xuống đây là bằng 56. Hoặc ta lấy là 7 bên này, 8 bên này thì chúng ta cũng có là 56, được. Vậy là 7 nhân cho 8 là bằng là 56. 15 ta chia cho 3, chúng ta đi tìm con số 15 ở cái hàng 3 đây. 15 ta chia cho 3 là bằng là 5. Vậy là bằng là 5. 40 ta chia cho 5. 40. Như vậy liên quan đến con số 5, ví dụ đây 5, 40, 40 đây. 40 ta chia 5 hiện ra con số 8. À. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Cái thừa số là ở trên, cái thừa số tiếp theo là cái hàng ở dưới và tích là hàng cuối cùng. Muốn tìm tích thì ta lấy hai thừa số này nhân nhau, 7 x 6 bằng 42. À. 9 nhân cho 5 là bằng 45. 8 nhân 7 là 56. Số bị chia là cái hàng ở trên, số chia là cái hàng dưới và thương là hàng cuối cùng. Muốn tìm thương thì chúng ta sẽ lấy số bị chia là chia số chia. 54 là chia cho 6 là bằng 9. 48 là chia cho 8 là bằng là 6. 63 chia 9 là bằng là 7. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Mỗi túi có 9 quả cam, hỏi 4 túi như vậy thì có bao nhiêu quả cam? Như vậy thì chúng ta sẽ lấy là mỗi túi là 9 quả, mà 4 túi ta lấy 9 ta nhân cho 4. Số quả cam 4 túi có là, thêm chữ số vào này, số quả cam 4 túi có, thêm chữ là vào. Số quả cam 4 túi có là, ta lấy 9 ta nhân cho 4 là bằng là 36 quả. Đáp số ba mươi sáu quả cam. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Tìm hai số lớn hơn 1 và có tích là 18. Hai số mà lớn hơn 1 mà có tích là 18, chúng ta sẽ chọn con số 2 và con số 9 là bằng là 18, được không? Như vậy con số 2 và số 9. Rồi 2 thì chúng ta lên 3, 3 nhân 6 là bằng là 18. Đó. 4 được không? 4 không được, 5 không được. 6, 6 nhân 3 ngược lại, được không? Ngược lại. Như vậy chỗ này thì chúng ta là ngược lại thì 9 ta nhân cho 2 là bằng là 18. Chỗ này là 6 ta nhân cho 3 là bằng là 18. Như vậy chúng ta sẽ tìm hai số lớn hơn 1, có nghĩa là con số 2 và số 9, hoặc là số 3 và số 6, được không? Số 3 và số 6, hoặc là số 6 và số 3. Thì đảo ngược đảo xuôi thì nó cũng là cái tích là nhân, tích là nhân. Đó, là bằng là 18. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.
Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của vlog, trong vlog thầy giải rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.